Vâng, xin chào bạn. Em tiếp tục video cuối cùng một sản phẩm laptop 14 inch dòng xoay cộng 360 độ, màn hình có cảm ứng từ Dell, model Dell Inspiron 5406, sản phẩm mới 100%, nguyên tem Nhật Mỹ. Và cái thông số để khách hàng kiểm tra lại khi nhận máy tại địa chỉ, số service tag là 6TBXVK93. Rồi về cấu hình, hôm nay là sở hữu coi 5TB11, cấu hình nguyên bản của nó là RAM 8/256 và sẽ hỗ trợ khách hàng đây là RAM 16GB, ổ 512, có Windows 10 bản quyền. Đó, video lần này sẽ gửi lại cho khách hàng xem khi nhận máy để kiểm định lại. Rồi, đây là dòng Dell Inspiron 14-5000. Trên máy nó sẽ ghi là dòng sản phẩm thôi, nó không ghi rõ tên model. Nhiều khách hàng về kiểm tra máy sẽ hỏi sao em mua 5406, đây về là thầy ghi là 14-5000. 5406 là cái model của sản phẩm thôi, nó có nhiều cái như 5406, 5401, 5402 theo từng đời. Còn chuẩn của nó là 14-5000 series, dòng 14-5000 series. Đây, sản phẩm. Đó, thứ ba cắt CNC, ngon. Và đây xoay gập. Tổng quan, vì có nhiều video giới thiệu rồi. Đây, mặt sau. Đó, ok, bây giờ mình sẽ đi hành nâng cấp và xử lý cho anh nha. Rồi, xin cảm ơn.